Trong thế giới công nghệ hiện đại, không chỉ tính năng của điện thoại mà ngay cả phụ kiện đi kèm cũng trở thành điểm nhấn quan trọng, thể hiện phong cách và đẳng cấp của người sử dụng. Bao da điện thoại màn hình gập Virtu iPhone Lip và Togo màu cam chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự kết hợp giữa sự tinh tế và khả năng bảo vệ tối ưu. Bao da được làm từ da Togo cao cấp, một loại da nổi tiếng với độ bền cao, khả năng chống chảy xước và cảm giác mềm mại khi cầm nắm. Với sắc cam nổi bật, sản phẩm không chỉ tôn lên vẻ đẹp thời thượng mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Được thiết kế đặc biệt để phù hợp hoàn hảo với dòng điện thoại Virtu iPhone Lip, mọi chi tiết từ kích thước, vị trí khe cắm đến cách thiết kế các cạnh viền đều được tính toán chính xác, luôn được bảo vệ tối ưu mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của thiết bị. Sản phẩm được gia công tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.